Xin chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy, hai vợ chồng mình đang trên đường đi ăn nhà hàng Việt Nam mọi người. Đây là cái chỗ để xe á. Giờ hai vợ chồng đang lái xe để ra khỏi cái chỗ gửi xe này. Cái bãi đỗ xe này là có rất là nhiều tầng mọi người, mà xe ô tô của nhà mình là ở trên tầng thường luôn, nên mỗi lần đi xuống là cứ vong vong veo veo. Quay để cho mọi người cùng xem. Mùa đông thì cái xe ô tô này nó hôm nay là mùa đông nhưng mà không có tuyết nhiều mọi người. Mọi người thấy không? Vẫn chưa thấy tại vì đây đang tối. Tuyết tan rất là nhiều rồi. Tuần vừa rồi thì nhiệt độ nó ấm lên á, xong tuyết tan rất là nhiều, khá nhiều luôn rồi, gần hết luôn rồi. Chứ mấy tuần trước đó nữa thì phủ tuyết trắng dày đặc luôn, không có thấy đường, không có thấy đường của người đi bộ mà. Cảnh mùa đông rất là u ám. Lâu lắm rồi mới đi lại nhà hàng Việt Nam mọi người. Mỗi lần đi cũng thường hơi mất công á, phải đi ô tô này kia. Xong hôm nay thì cuối tuần rảnh rồi, cho nên hai vợ chồng quyết định là đi ăn trưa, sau đó thì sẽ đi dạo quanh ở một cái trung tâm mua sắm nào đó cho vui. Thì mình sẽ quay lại để dẫn mọi người đi theo. Mời mọi người xem tiếp video nha. Và đồ xe của nhà mình đó mọi người, giờ đang đi ở đường quốc lộ 93 là mình thấy đó là cái khu nhà mình ở. Giờ thì 10 phút nữa là sẽ đến nơi mọi người. Cái nhà hàng này là nhà hàng Việt Nam. Hồi xưa lúc mà mình học nghề bếp ấy, thì mình có đến đây làm thử việc một ngày mọi người, một buổi. Xong rồi sau đó thì tại vì từ đây mà nếu như mình đi xe buýt á, là đến đó cũng mất tầm 40 phút á. Mình phải đi xe buýt 2 chuyến, cho nên là không có tiền đường. Xong thì làm thử xong thì mình cũng không có làm ở đó. Xong sau đó thì hai vợ chồng cũng đến ăn thử bún bò Huế một lần, thấy rất là ngon, cho nên là hôm nay hai vợ chồng lại đi tiếp. Ở Phần Lan thì nhà hàng bán bún bò Huế cũng không có nhiều mọi người. Nhà hàng Việt Nam thường phở thì nhà hàng nào cũng có, chỉ còn bún bò Huế thì không hiểu vì sao nhưng mà không phải nhà hàng nào cũng bán bún bò Huế đó. Mà có những nhà hàng bán bún bò Huế thì mình như mình ăn ra nhà hàng này thì mình thấy rất là ngon, mình rất là thích, nên là đi ăn thì thường mình sẽ ăn bún bò Huế. Đi nhà hàng nào mình cũng ăn bún bò Huế mọi người, nhưng mà nếu nhà hàng ví dụ như nhà hàng chuyên phở thì mình sẽ ăn phở kiểu vậy á. Ở đây khu vực trung tâm thủ đô hay là khu vực này gọi là Ushima mọi người, thì kiểu như là thủ đô và khu vực lân cận của thủ đô vậy á, như kiểu Hà Nội rồi Hà Nội 1, Hà Nội 2 vậy á, thì có rất là nhiều nhà hàng Việt Nam, có nhiều lựa chọn, cho nên là cũng rất là thích so với những cái thành phố khác thì nhà hàng Việt Nam không có nhiều bằng. Thì đương nhiên ha, kiểu thủ đô lúc nào nó cũng có nhiều nhà hàng hơn, nên là mọi người qua Phần Lan mà ở khu vực trung tâm như vậy thì nói chung là vẫn có nhiều sự lựa chọn đa dạng để mà đi ăn nhà hàng Việt Nam. Nhưng mà nhiều lúc đã không có thời gian thôi, chứ như ở Việt Nam bước ra đường một phát là nhà hàng, các tiệm, các cô, các chú bán quá trời, nhiều món cứ sát nhau. Còn ở bên này thì nhà hàng nó cũng cách xa nhau á, kiểu đi ăn một nơi là cứ phải một hướng vậy á, dân thưa nữa, cho nên là cái gì nó cũng xa nhau. Có gì tí nữa đến nhà hàng thì mình sẽ quay chia sẻ món ăn và cũng như không gian nhà hàng cho mọi người xem nha. Tìm được chỗ đậu xe rồi mọi người, chỗ này là đậu xe được 4 tiếng. Đó, giờ mình sẽ đi. Cô phải để đặt cái đồng hồ đó lên.
để mà người ta sẽ biết mình đầu sai từ lúc nào. Ok, đi thôi. Ui. Giờ hai vợ chồng ngồi trong góc, cái này là sa tế. Thơm. Thì cái này là kiểu gì? Tỏi ngâm giấm mọi người, tỏi ngâm chua, tỏi ớt ngâm chua, nhìn ngon quá ha. Hai vợ chồng gọi bún bò Huế rồi. Đây không gian của nhà hàng đây. Rất là rộng luôn. Ở đâu kia có người ăn cho nên mình không có quay được. Bình thường là hai vợ chồng ngồi ở đâu kia nhưng mà lần này ngồi ở đây tại vì chỗ đó đã được đặt trước á, mọi người đặt bàn trước á. Đó. Đồ ăn ra rồi mọi người. Giờ mời mọi người ăn với hai vợ chồng mình nha. Có dĩa rau rất là đầy đủ luôn ha. Nhìn ngon quá. Trộn vào cho nó đang nóng á. Cái tô này nó đang rất là nóng luôn. Bún ở đây bún trời nhỏ. Đó. Rất phải ăn nhiều rau mới ngon. Như vậy á. Bỏ hết luôn chứ không để uổng phí. Giờ nước đang nóng thì mình sẽ cho vào hết luôn. Để rau nó được nóng ẩm chín. Nhà cô cũng vậy. Cho lại tay cái kì đi. Lại tặng coi. Dạ, thưa bác. Đủ mà. Vừa làm. Ở đây cho rau nhiều ghê, rau giả. Đó. Sẽ trộn đều. Ngon không chồng? Ngon hả? Dạ. Nhìn ngon quá à. Giờ mình sẽ ăn thử nhá. Ăn thử nhập bún với lần ngon quá. Lâu rồi bán ngon. Mọi người, giờ hai vợ chồng sẽ đi chợ ạ. Ăn xong rồi, giờ sẽ coi chợ ạ xem có gì hay ho. Úi dồi ôi, đá đóng băng. Đó. Chợ sang đây này mình rất là thích luôn. Video nó rẻ á. Mà nó cũng gần nhà tiền đi nữa. Đây là cái khu vực này. Khu này là khu gì mình cũng chẳng biết. Mikata Luani Mion Rakas. Giờ mình sẽ đi vào nha. Đây là khu vực cái này là đồ đóng hộp. Dạ, cô đang xem cái gì á? Đang xem gì vậy chồng? Ê, mình gọi cái loại bún thôi. Mua thêm bún chồng ha. Bún tươi hả không ha? Hay là bún bằng bún hiệu cây tre. Bún tươi. Ta mà ấy cả hết vắt. Cho nên bún trời nhỏ này. Một cái là nhiêu tiền? Cóc xe cứ thấp. Đây, cho bún bò Huế. Bánh hỏi. Cái này là bánh hỏi. Cái này là bao nhiêu tiền không biết. 2.7 hả? Đây, cái này hay này. Rồi, thì ta mà bắt tuổi. Đây này là nước mắm này kia. Rất là nhiều dàn hàng. Nước mắm. Ở đây kia nhiều chưa?
Ở đây có sữa ong thò này chăng? Sữa ong thò 2 đồng rưỡi đây. Đó. Nhãn này, nhãn đóng chai. Mahalon Shueda Chestnuts. Sean Yotai Rappé. Biết sao sẽ bỏ đâu. Mịt non này. Mình phải quay như này thì mọi người thấy rõ hơn, mình là xa hơn. Chôm chôm. Chôm chôm. Chôm chôm ở trong hũ. Vài. Ayo chestnuts. Nấm này, nấm rơm này. Nấm rơm đóng chai này. Không thấy. Mày ở đây sẽ tập bắt cá chim mest. Chờ. Chị nói mình ra chỗ đông đá mua. Đi, ê tên bay. Đi tiếp. Ở đây là khu vực bán đồ rau tươi sống, rau xanh tươi mọi người. Cái này là có cả đậu bắp nữa. Hôm qua thấy trên YouTube, trên Facebook bảo hàng mới về này, có sả nữa nè. Cải này, cải ngọt nè. Cải bè, cải ngọt, nhiều loại cải hoa. Ôi, cái này có cần tây, tròn cần tây không trong? Ôi, cái tủ này nó. Cô ơi, cần tây ngon chưa? Cần tây này ăn lẩu lòng chuẩn luôn. Mà không thể giả. Ai yêu hình ta. Mua một gói cần tây. Cần tây rồi trên kia cũng có nhiều loại cải khác nhau nữa. Có cải ngọt, cải bè gì đó, rất là nhiều loại luôn. Cái này là để người ta muối này. À đây rồi. Mình sẽ mua cái bịt này. Tam on water chestnuts. Đó. Cái này là để ăn lẩu. Sữa chả cả. Màn thầu mực. Mực 2,15 ký 90. Vòi mực nắng to chưa? Black Tiger Shrimp này. Vòi tôm này nước là ngon lắm luôn chăng á. Premium á. Bên này cũng có nhiều loại tôm nữa. Haluatko karapurakas? King mackerel. 1 ký 7 gà 1 ký 7. 5. Mỗi con 50 cent. Gà này còn to hơn vừa trước. Ta đi xong thì quên mít ta mê ớt để tình xin lỗi. Ây dồ, cái kì ăn. Ăn 1,7 kg. Con nào cũng 1,7 kg hết. Bên này là hàng chả lùa, chả nem nhưng mà nó. Đó. Bò viên, chả cả. Nhiều à. Bên kia có những gói gia vị này. Bên này thêm nữa. Các loại mắm. Mấy chú bán hàng đua nhau mắc cười quá. Có chuối tươi với cả xoài như ngón chứ này chồng. Thế ba ta nào ta. Khoai môn nữa. Wow. Đu đủ. Đi lấy xà. Trời ơi, lần đầu tiên thấy bán mía đỏ mọi người. Đây, còn 3 cây. Mình sẽ mua 1 cây. 1 cây để cho Yaku ăn thử. Giờ đi về. Đi về cho. Xong rồi. Ôi, ta có tu lấy ta.
cho Điệp. Ngon quá. Tao có vừa mới đẩy một bít bít mít mọi người, mít này rất là ngon luôn, đông đã nhưng mà nó vẫn ngon. Để sầu riêng hả? Mua sầu riêng nữa hả? 11 đồng 50. Nếu là sao to? Xin lỗi. Dạ. Mà anh ta là bị sầu riêng rồi. Winter melon nè. Được bị đau. Vẫn bị đau không? Vẫn thử không? Hả? Cái này là gì? Calamansi. Tàn ủ. Giờ nhiều loài nước là châu Á hay chưa? Ở đây là có đồ khô nữa. Xong rồi. Ở đây những cái đồ snack châu Á. Wow. Ngon quá. Cơm chải cha bông. Cà phê Việt Nam này. Wow, những cái hồ rất là to luôn ha. Rồi, giờ trả tiền đi về.